Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mạch bảo vệ chống chạm và bảo vệ chống quá tải. Chỉ cần một con relay và một con diode thôi. Đấy. Thì mình đã hàn sẵn rồi. Do mạch quá đơn giản nên mình không có vẽ sơ đồ nhé. Đây các bạn biết đây là cái chân này. Chân cấp nguồn cho con relay. Đấy. Thì các bạn sẽ hàn dây âm. Còn cái chân ở giữa này, chân này vừa thì các bạn nối vào cái nút nhấn công tắc, nút nhấn này. Đó, nút nhấn rồi ở đây á, các bạn nên dùng một con diode nhé. Thì khi mà mình nhấn công tắc này, nhấn công tắc thì cái tiếp điểm này đang ở NC, nó đóng qua NO thì nó sẽ truyền qua diode và đưa về đây. Do khi mà qua một con diode á, cái dòng điện nó sẽ giảm xuống một xíu, thành ra cái nguồn tải mình nó sẽ đảm bảo hơn và nó độ cái độ nhạy của nó sẽ cao hơn. Đấy, nó sẽ không hiểu hiểu sai. Còn các bạn có thể nối trực tiếp cũng được, nó vẫn hoạt động nhưng mà nó không có chuẩn lắm. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Mình đang cấp nguồn này là 7A này. Đó, 12V, 7,5A cộng trừ. Đấy. Ok, còn khi mà bị chạm này, đang chạy luôn nhá. Hai dây vô tình nó chạm nhau thì cái relay nó ngắt. Ngắt luôn rồi. Rồi, mình sẽ reset lại cái này bằng nút nhấn. Đó, bấm vào cái thôi. Ngắt lại. Thấy không? Giờ chạm hai dây với nhau này mà sẽ tự động ngắt, không có sự. Đấy. Đó là bảo vệ chống chạm nhá. Rồi bảo vệ chống quá tải này. Ở cái motor này á, motor này thì dòng ampe nó rất nhỏ, ampe nó nhỏ cho nên nó vẫn chạy được. Mình reset lại đây. Đấy, thì nó chạy được nhá. Nhưng mà đối với cái động cơ này này, ampe nó tới mười mấy ampe, mấy chục ampe đó, thì nó sẽ không có chạy được và cái mạch này sẽ tự động là nhảy luôn nhé các bạn, nhảy luôn đây. Đó. Nếu quá tải nó sẽ nhảy. Reset lại nhé. Đây. Đó. Động cơ quá tải. Nó vượt quá cái mức dòng điện mà cái nguồn nó cung cấp. Thành ra nó sẽ nhảy. Đấy, quay cái là bị liền. Rồi, các bạn có thể xem này. Cái tác dụng của mạch bảo vệ này. Có thể các bạn sẽ nghĩ là sau này cái đường dây sau nó sẽ không chạy được, nhưng phía trước nguồn nó sẽ chạy được nhé. Nhưng mà không phải đâu. Cái do có con diode này nè, nó hiểu rất là chuẩn. Đây mình đã đấu cộng trừ luôn. Thôi vô đây luôn cho chắc ăn. Trực tiếp nguồn này. Nó cũng không có chạy luôn các bạn. Thấy không? Nó bị giật cực 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 do nguồn nó không có đảm bảo. Đó, nó bị quá tải á. Đó. Thì cái mạch này nó hiểu là cái động cơ đã quá tải so với nguồn điện cung cấp thì nó sẽ tự động nó ngắt luôn. Rồi. Rất là đơn giản các bạn ha. Các bạn nên nhớ là dùng con diode nhé. Còn nếu không dùng con diode nó vẫn chạy được nhưng mà mạch nó không có tốt. Đấy. Các bạn nếu mà dùng cường độ dòng điện cao hơn, ví dụ 12V, 30A thì chúng ta sẽ dùng cái con 30A. Còn con này có 7A thôi. Do nguồn này 7,5A, mình dùng con này 7A. Rồi. Trường hợp các bạn muốn biết được cảnh báo á, khi nào có nguồn hay không á, thì chúng ta sẽ hàn thêm một con đèn báo. Thì chúng ta sẽ hàn thế này. Ở đây chân dương này.
Đấy, chân dương. Rồi. Chân âm chúng ta sẽ nối vào đây thì nó sẽ có nguồn nó chạy. Đấy. Khi nó bị chạm thì nó sẽ ngắt đi nhé. Đó, thì nó sẽ tắt. Nếu nối đèn báo chúng ta sẽ nối thế này. Cấp nguồn. Đấy. Rồi, nếu nếu các bạn muốn dùng thêm cái chức năng là báo nhé. Đây thì nhấn reset đèn sáng này. Nếu các bạn muốn dùng chức năng mà nó báo còi hũ khi mà nó bị reset, bị quá tải, chúng ta sẽ có thể gắn cái còi hú vào. Thì gắn còi hú các bạn sẽ gắn thế này, một chân bên này nhé, chân bên này là chân dương, do chúng ta cấp cái nguồn này vào là chân dương này, thì khi nó tắt thì nó sẽ đóng vào đây, chân dương chúng ta sẽ đóng vào đây. Đấy, và chân âm chúng ta sẽ nối vào đây luôn nhé. Nâng cấp. Đấy. Chúng ta sẽ hòn vậy nhé. Nếu cần còi hú thì chúng ta sẽ gắn chân này. Chân này chân NC, còn chân này chân NO. Rồi, chúng ta sẽ biết là khi nào bị quá tải này thì còi hú nó sẽ kêu và đèn nó sẽ tắt. Rồi, reset này. Reset thì đèn nó sáng lên thì còi nó sẽ tắt. Đấy. Mạch đơn giản vậy thôi. Và mạch này hoạt động rất là cực kỳ bền luôn các bạn. Mạch này hoạt động cực kỳ bền luôn. Đấy. Đấy. Chạm cái là báo liền. Rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.